Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng, trong quá trình tu học và trên lộ trình tu học, chúng ta cần phải biết gì để triển khai vấn đề này? Thầy sẽ lưu ý cũng như là giải thích cho quý Phật tử nghe ba cái điều mà chúng ta cần biết, cần làm, cần phải học và cần phải áp dụng đối với người Phật tử tại gia. Điều thứ nhất đó là biết mình là người Phật tử. Cái điều này nghe qua nó có dễ không quý Phật tử? Biết mình là người Phật tử nghe qua rất là đơn giản. Không lẽ thầy nói như vậy là có người đi chùa từng xưng là Phật tử mà không biết mình Phật tử hay sao? Xin thưa với quý vị, có những trường hợp như thế. Có những trường hợp chúng ta đi chùa, chúng ta là Phật tử, chúng ta mặc áo lam, chúng ta quy y Tam Bảo, nhưng không biết mình là Phật tử. Bởi vì chúng ta đã quên đi, bỏ quên nó đi. Thì chính cái chỗ mà chúng ta chưa biết rằng mình là người Phật tử đó, thì chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta hành động, chúng ta sinh hoạt một cách vô tư, không có suy nghĩ, không có tính toán, không có nhìn trước sau, thì đây là một cái vấn đề rất là nguy hiểm. Dân gian Việt Nam chúng ta có câu nói rất là quen thuộc: nhất niên á, thì Phật tại tiền, nhị niên á, thì Phật ra hiên, tam niên á, thì Phật thăng thiên luôn à. Điều đó ám chỉ điều gì? Tức là gần chùa rồi gọi Phật bằng anh, hay là ở gần chùa rồi cổng Phật đi chơi, là ở cái chỗ do chúng ta không biết mình là người Phật tử. Thì như vậy, để biết mình là người Phật tử đó, thì chúng ta phải biết như thế nào? Chúng ta phải biết ra sao? Xin thưa với quý vị, để xác định cái vị trí, xác định cái vai trò mình là người Phật tử á, chính thức đệ tử Phật á, thì chúng ta cần phải đáp ứng được ba cái điều kiện thiết yếu. Điều kiện thứ nhất đó là chúng ta phải hiểu giáo pháp và giữ gìn giới luật. Tại sao vậy? Giáo pháp là con đường, giáo pháp là kim chỉ nam, giáo pháp là cái điều kiện để giúp cho chúng ta trên cái lộ trình tu học. Mà nếu chúng ta tu mà không học là tu mù, mà học mà không tu thì chẳng khác gì là cái đãi đựng sách. Tu mà không học là tu mù. Chẳng hạn như cái việc rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần chọn cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chọn pháp môn niệm Phật thôi. Mặc dù cái lời niệm Phật, cái câu niệm Phật chỉ có 6 chữ, danh hiệu của Phật có 6 chữ, rất dễ dàng, rất dễ nhớ, rất dễ niệm. Nhưng mà nếu chúng ta không có phương pháp, không hiểu rõ được cái nghĩa lý niệm như vậy như thế nào, niệm như vậy để làm gì, và niệm ra sao mới đạt được cái kết quả và mục đích của nó, mà muốn biết như vậy thì chúng ta phải học thôi. Chẳng hạn như lúc sáng, trong buổi sáng đó là chúng ta được học, được nghe Thượng Tọa Giảng Sư đã thuyết giảng, đã nói về cái ý nghĩa của chúng ta niệm Phật. Niệm Phật không có nghĩa là chúng ta sẽ thành Phật do vì chúng ta niệm Phật đó, niệm cái câu niệm Phật đó, mà là niệm Phật là cái phương tiện, là cái điều kiện để giúp cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Khi tâm chúng ta được thanh tịnh ở một vị trí đó, tập trung ở một điểm, thì hành động, việc làm, cử chỉ, lời nói của chúng ta đều có chánh niệm. Mà người có hành động, lời nói, việc làm đó, có chánh niệm đó, thì thưa chứ quý vị, họ làm cái việc gì nó không có sai, tức là làm theo chánh pháp và hành trì theo chánh pháp một cách rất là trọn vẹn. Cho nên cái yếu tố thứ nhất là người Phật tử là chúng ta cần phải biết giáo pháp của Đức Phật. Cái nguyên nhân thứ hai
là biết giáo pháp của Đức Phật không có nghĩa rằng ta học kinh, ta đọc sách mà chúng ta biết, mà là chúng ta phải biết nhiều khía cạnh, nhiều góc độ rất là vi tế khác nhau. Chẳng hạn như người ta nói cho mình, hướng dẫn cho mình, chỉ dạy cho mình tu học đúng chánh pháp á, thì thông thường chúng ta không có chịu nghe. Đúng chánh pháp mà chúng ta không chịu nghe, mà là những có những trường hợp mà người ta nói mình, người ta chỉ mình không đúng chánh pháp á, thì chúng ta lại tung hô vạn tuế, lại chạy theo, lại lo sợ. Xin sám hối với quý vị nha. Chẳng hạn chúng ta được đi về chùa, được tham dự khóa tu, được nghe thuyết giảng, được hành trì, vân vân. Chuyện đó thì rất là bình thường. Và lắm khi chúng ta hành đạo, lắm khi chúng ta sinh hoạt với chùa, sinh hoạt với đạo tràng, có những trường hợp xảy ra lời qua tiếng lại hơn thua từng chút, ganh tị nhau từng chút, vân vân, những mâu thuẫn xảy ra. Rồi bản thân của người làm thầy, thầy trụ trì ở nơi đó, hoặc giả là người hướng dẫn của đạo tràng đó, rất là vất vả, rất là cực công, phải nói khô cả cổ để khuyên, để dạy, để nhắc cho mình, để mình nỗ lực tu học. Thì nhiều khi chúng ta lại quên, nghe rồi, xong rồi, chúng ta quên. Nhưng mà thử hỏi, nhiều khi á, đôi khi mà chúng ta ở đang sinh hoạt như thế vậy đó, mà bây giờ nghe ở đâu à, có thầy đồng, thầy bói cúng hay dữ lắm, coi hay dữ lắm, sắc dữ lắm, mới ra để tôi dẫn chị đi, tôi dẫn bà đi, vân vân. Thì khi mà đi tới rồi đó, mà người ta nói mà thường á, thì xin thưa với quý vị, nói là chủ yếu người ta đánh cái tâm lý của chúng ta. Tại vì chúng ta nó có hai, về mặt tâm lý nó rất là dễ tác động chúng ta. Là một á, là chúng ta hoan hỷ, hai là chúng ta lo sợ, là nó dễ tác động về mặt tâm lý của chúng ta. Hoan hỷ là gì? Hoan hỷ tức là ca ngợi, khen, tán tụng, tán dương, đồng tình với lại những cái việc mà của chúng ta đang làm. Thì thường á là nếu mà chúng ta làm gì đó mà ai đồng tình, ủng hộ, tán dương theo đó, thì xin thưa rằng chúng ta vui lắm, thấy người đó tốt dữ lắm, thấy người đó gì cũng đúng hết đó. Mặt khác là làm rồi sống rồi sinh hoạt mà nghe cái điều gì đó mà cái tốt á, nó chuẩn bị đến với chúng ta đó, thì chúng ta hoan hỷ lắm, chúng ta vui vẻ vậy lắm, tâm lý mình cảm thấy phấn chấn, phấn khởi lên. Thì trước mắt của chúng ta nó sẽ tác động trực tiếp đến cái gọi là tâm lý thuận của nó, tức là tâm lý hoan hỷ. Nên nó tác động, nó chi phối, nó làm chủ dường như toàn bộ. Rồi cái tâm lý thứ hai mà nó có thể dẫn chúng ta đi, đó là cái tâm lý sợ hãi. Xin thưa với quý vị, trên cõi đời này, phàm là một chúng sinh, là con người, thì như Tổ Quy Sơn đã dạy rằng chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này không phải là ngẫu nhiên, mà là do nghiệp lực nó dẫn dắt chúng ta để chúng ta thọ sinh ở cái đời này. Thì như vậy đồng nghĩa là chúng ta có mặt trên cõi đời là đồng nghĩa với lại chúng ta bên vai của mình mang một cái nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp đó nặng, nhẹ, tốt, xấu, nhiều hay ít là của mỗi người khác nhau. Tuy nhiên ai cũng có. Trong luân hồi lục đạo hay là trong thập pháp giới đó, thì cái cảnh giới con người là cái cảnh giới thứ năm ở trong thập giới. Và ở cái cảnh giới thứ năm này, cái giai đoạn, cái vai trò của con người là một cái giai đoạn rất là quan trọng, có khổ đau, rồi có hạnh phúc, có đầy đủ mọi thứ. Khác với lại những cảnh giới khác, chẳng hạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, thì chỉ là những cái hiện tượng toàn là khổ đau, toàn là sân hận,
mà không có những cái trạng thái hạnh phúc hay là hoan hỷ hay là vui vẻ khác. Rồi chẳng hạn như chúng sinh ở cõi trời thì không có được tiếp cận cảnh giới khổ đau, chỉ tiếp cận được những cái hạnh phúc thôi. Rồi nhiều khi quên đi cái điều kiện tu tập và tạo cái công đức, tu tạo phước đức, nó cũng là một cái sự trở ngại lớn. Thì khi hết phước rồi thì vẫn phải bị đọa vào cảnh giới địa ngục như thường. Thì trong cái trung gian là một con người, trong cái vai trò là một con người, chúng ta có đầy đủ, chúng ta có tất cả khổ đau, hạnh phúc, thương yêu, buồn ghét, vân vân. Thì như vậy rằng chúng ta có nghiệp, chúng ta có đầy đủ, cho nên những cái nỗi khổ niềm đau đương nhiên lúc nào nó cũng là cái hành trang dường như là gắn liền với chúng ta. Nếu ai trên cõi đời này nói rằng trong suốt cuộc đời từ khi sinh ra cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay mà không có một chút gì khổ đau, thì cái điều đó là cần phải cân nhắc lại, cần phải xem lại. Khi chúng ta có mặt trên cõi đời này, như Thầy đã trình bày với quý vị, là Tổ Quy Sơn nói là do nghiệp dẫn chúng ta đến thọ cái thân này. Thì như vậy chúng ta có thân là chúng ta có nghiệp. Mà nghiệp á, ở địa vị phàm phu, địa vị con người, thì cái nghiệp khổ á, là dường như là nó nhiều, nó gắn liền. Và khi cái nghiệp khổ nó đến á, với chúng ta đó là chúng ta dễ phát hiện, chúng ta dễ tiếp cận. Cho nên là ai cũng có nghiệp hết. Thì trong thời gian, trong cái quãng đường tới của mình, xin thưa với quý vị, không phải cuộc đời chúng ta đau khổ một lần hay là chỉ có một chuyện buồn. Mà lắm khi á, bây giờ chúng ta đang ngồi tu ở trong chùa như thế này, đang ngồi nghe thuyết giảng như thế này, chiều về là chúng ta đã có chuyện buồn rồi. Nhiều khi có những vị đi á, gia đình không đồng ý, chồng hoặc vợ không đồng ý, rồi đi rồi suốt ngày về rồi nhiều khi bị la, hoặc giả là đi rồi bỏ công việc nhà, rồi không ai coi cháu, không ai coi con, không ai quét nhà, không ai nấu cơm. Rồi khi mà đi từ sáng tới chiều về, rồi cái bị la, mày đi đâu, đi đâu cả ngày, đó, vân vân. Rồi có những cái lời nói mà nó có thể là gây đến cho mình những cái trạng thái tâm lý rất là khó chịu. Thì xin thưa với quý vị, đó cũng là một cái trạng thái, một cái hiện tượng của cái nghiệp nó đeo nặng chúng ta thôi, chứ không có gì hết. Mà là nếu chúng ta không có cái suy nghĩ kịp thời, không có suy nghĩ chín chắn á, thì những cái nỗi khổ niềm đau đó nó sẽ sống với chúng ta, nó gần với chúng ta và nó kéo chúng ta đi mãi, đi mãi, đi mãi, mà chúng ta không vượt thoát ra được. Thì biết được cái quy ước chung như vậy đó, thì cái người mà coi bói rồi coi khoa rồi xem tướng gì đó vân vân, người ta đoán lành, đoán hung, đoán dữ cho mình đó, thì người ta lại mang hiểu được cái tâm lý đó, thì người ta lại đánh vào cái tâm lý lo sợ, lo xa của mình đó. Ta nói à, vào cái giai đoạn đó, vào cái thời điểm đó phải gặp nạn nha, phải gặp nạn. Mà nếu mà tới cái thời điểm đó mà biết làm phước, biết tích đức thì mới qua. Còn nếu không biết làm phước, không biết tích đức thì tới đó không qua được. Mình nghe một cái lời nói nó rất là hấp dẫn, rồi bên cạnh cái sự mà mình lo sợ nữa, thì bây giờ này muốn có phước đức thì phải làm sao? Thì bằng mọi chuyện, bằng mọi cách chúng ta làm, bên cạnh cái sự sợ hãi, rồi làm bằng những cái sự cảnh giác. Thì khi mà mình làm như vậy rồi, đến thời gian đó, đến giai đoạn đó mà mình không có bị chuyện gì xảy ra hết đó. Thí dụ như nó có chuyện gì đó nó xảy ra trong cái lúc mà trùng hợp như vậy, thì trong thâm tâm của chúng ta nè, tự thầm nghĩ: cha, cái cô thầy bói này, cái ông thầy bói này hay quá, ổng biết mình tới cái giai đoạn đó là phải gặp có chuyện này kia nọ rồi đó. Mà giờ là đúng rõ ràng là không sai chút nào, tới là có chuyện liền đó. Như vậy là mình khen thầy bói đúng. Nhưng mà đến cái giai đoạn đó mà qua hết rồi, chúng ta không có bị gì hết đó, thì mình hỏi đó, thì thầy bói đó là tại nhờ cô ăn ở có phước đức, cô biết tạo, cô biết gieo, cho nên là cô mới vượt qua được cái tai nạn đó. Cuối cùng thầy bói cũng đúng luôn. Thì như vậy là cả hai đều đúng hết đó.
Như vậy là cái đó là như, nếu mà nó như vậy là cái người thầy bói đó, cái ông thầy bói đó, cái cô thầy bói đó là dựa vào cái tâm lý của một chúng sinh bình thường để cho chúng ta biết những cái thông tin, cho chúng ta biết những cái việc bằng cái hình thức, tức là tác động vào hai trạng thái tâm lý thuận và tâm lý nghịch của chúng ta, rồi chúng ta lo sợ. Nếu trong lúc đó, trong lúc đó chúng ta biết được rằng mình là đệ tử Phật, giáo pháp của Đức Phật dạy là gì, đó là không vượt ra ngoài cái quy luật nhân quả. Như hồi sáng điều này Thượng Tọa cũng đã nói cho quý vị, dầu ở bất cứ cấp độ nào cũng phải đi vào cái quỹ đạo, cái quy trình của quy luật nhân quả cả. Trong câu chuyện thập đại đệ tử của Đức Phật, trong đó có Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên là một vị thánh đệ tử đã chứng quả A-la-hán và là cái người được tôn xưng là thần thông đệ nhất trong 10 vị đệ tử lớn tiêu biểu trong tăng đoàn của Đức Phật. Mà quý vị biết rằng Ngài Mục Kiền Liên lại trả một cái nghiệp là trên đường đi khất thực cùng với chúng tăng rồi bị ngoại đạo dây đánh chết. Nếu mà nói cái người có đầy đủ cái thần thông diệu dụng thì cái lúc đó tại sao bằng sức thần thông của mình Ngài Mục Kiền Liên không vượt ra cái vòng dây đánh của ngoại đạo mà lại phải mà bị ngoại đạo mà đánh tới cái cỡ mà lại bỏ cái thân mạng của mình như thế? Thì về cái sự việc đó đến với Đức Phật, đến tại Đức Phật thì Đức Phật mới dạy rằng cái đó là do cái nghiệp của Ngài Mục Kiền Liên phải trả. Thì điều đó, qua cái câu chuyện đó thì nó cho chúng ta biết cái thông điệp gì quý Phật tử? Tức là bất cứ ai, dầu ở vai trò nào, ở địa vị nào, nếu còn nghiệp là chúng ta phải trả nghiệp. Mà trả nghiệp á, trả quả đó, nó là cái quy trình cho chúng ta biết, chính là cái quy luật nhân quả mà không ai tránh khỏi được hết. Khi chúng ta gieo cái hạt giống rồi, chúng ta tạo cái hạt giống rồi, thì đương nhiên rằng chúng ta phải trả cái quả. Đó là một quy luật tất yếu, không có chối cãi đi đâu được hết quý vị. Thì như vậy, nếu chúng ta hiểu được lời Phật dạy, hiểu được giáo lý đó, thì chúng ta không phải lo sợ trước những cái cảnh thuận, nghịch, điều tốt hay là điều xấu nó đến với mình. Bởi vì dầu tốt hay là xấu nó đến với mình, nó cũng là một phần phản ảnh cho chúng ta biết, chính là cái kết quả do cái quy trình, cái quy luật nhân quả mà chúng ta phải đối diện ở địa vị phàm phu của một con người. Đó là vấn đề thứ nhất, là người Phật tử mình phải cần phải biết, tức là chúng ta phải biết giáo pháp của Đức Phật một cách chu đáo. Nói tóm gọn lại hơn, biết giáo pháp của Đức Phật chính là chúng ta phải tin vào cái quy luật nhân quả, phạm trù nhân quả là không sai. Cái điều thứ hai là quý Phật tử cần phải biết được giá trị và lợi ích của giới luật. Xin thưa với quý vị, cái truyền thống của người Myanmar đó là một cái truyền thống quốc giáo, lấy đạo Phật làm cái nền tảng tôn giáo chính, gọi là quốc giáo của Phật giáo. Chỉ là một con người bình thường, một người dân bình thường, sinh hoạt, làm việc trong cái đời sống xã hội bình thường, mà quý vị biết là dường như là hết hơn 90%. Chúng ta thấy á, trên cái bàn làm việc, trên cái bàn nói chuyện, trên cái bàn thương thảo vân vân, là 90% là không có cái sự hiện hữu của rượu và bia và các chất kích thích. Thì rượu và bia và các chất kích thích nó là gì? Nó là cái điều kiện dẫn dắt chúng ta đi tới cái chỗ là mê muội, làm tâm trí chúng ta đi tới chỗ mê muội. Thì cái đó chính là một trong năm cái giới điều mà người Phật tử chúng ta giữ. Xin thưa với quý vị, nếu chúng ta xác định mình là một con người, biết chúng ta ở cái vai trò vị trí của một con người, mà đặc biệt là người Phật tử nữa, mà nếu chúng ta không biết được giới luật
không hiểu được năm giới điều căn bản, thì xin thưa với quý vị, chúng ta không phải là người Phật tử. Thì bây giờ năm cái giới điều đó là năm cái nguyên tắc đạo đức, nó rất gần với cái đời sống sinh hoạt của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có giữ được không quý vị? Giữ được tròn đủ không quý vị? Nếu chúng ta gìn giữ được năm giới một cách tròn đủ là chúng ta đã làm tròn được cái bổn phận trách nhiệm của một con người. Nếu chúng ta giữ được 10 giới, 10 điều thiện là chúng ta đã làm tròn đang ở địa vị của cõi trời. Và tương tự như vậy, nó có từng cấp độ. Thì như vậy bây giờ chúng ta ở địa vị phàm phu, ở địa vị con người, năm giới điều này nếu chúng ta giữ không được thì đồng nghĩa với lại là chúng ta chưa phải là một con người hoàn chỉnh. Có một vị trưởng lão, thầy gặp nhiều năm rồi, lâu rồi, cách đây cũng hơn 10 năm, lúc đó thầy cũng còn nhỏ. Thì vị này có cái phần hay ứng khẩu, tức là nói những cái điều nó rất là ngạc nhiên mà khiến cho mọi người là phải tâm đắc và học hỏi nhiều. Một hôm thì trưởng lão này nói rằng chợ búa nhộn nhịp, đông người qua lại tấp nập như vậy, nhưng mà nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược đó, tấp nập ồn ào nhưng mà có đâu chừng một hai người gì hả, chứ đâu có nhiều. Ta nói ủa, ở chợ mình sao một hai người? Thì trưởng lão mới nói rằng mặc dù tấp nập nhộn nhịp qua lại như vậy mà tôi nói là nó chỉ có một hai người thôi á, là vì cái thành phần còn lại là cái gì? Đầu trâu, mặt ngựa, bò, heo, rắn, rít gì đủ thứ có hết, chứ không phải là người không. Rồi vào đó mình mới thắc mắc cái lý do tại sao mà như vậy. Thì Ngài mới giải thích rằng con người của chúng ta khi ở địa vị phàm phu thì một ngày như vậy trong 24 giờ ta lao đi qua đi lại, đi tới đi lui và đầu thai không biết bao nhiêu kiếp trong 24 giờ một ngày. Để biết điều đó là như là chúng ta phải căn cứ vào đâu? Nó căn cứ vào cái chỗ trạng thái tâm của chúng ta. Chẳng hạn như ai làm một cái điều gì đó cho chúng ta buồn, và khi buồn thì chúng ta sân si, mà khi chúng ta sân si chúng ta muốn tìm cái cách gì đó để mà đáp trả lại cái sự sân si đó của chúng ta, để chúng ta hả giận đó. Thì cái tâm mà sân si mà ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi thì lúc đó đâu có khác gì là cái tâm của con rắn độc. Rồi khi chúng ta tìm cách để mà hại người, chuộc lợi cho riêng bản thân mình thì giờ đó đâu có khác gì cái loài chó, loài heo. Thì tương tự với nó giống như vậy, lúc nào cái trạng thái tâm của mình nó như thế nào là nó dẫn chúng ta đến thọ sanh ngay chỗ đó. Rồi khi mà chúng ta sân hận, chúng ta nóng, ai nói gì chúng ta bực, chúng ta la quát, vân vân, thì lúc đó chẳng khác gì chúng ta đang ở trong cái cảnh giới của Atula. Làm những việc hèn hạ là chẳng khác gì ở cái cảnh giới của các loài cầm thú, súc sinh. Mà khi mà trạng thái tâm của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta cảm thấy bình lặng, cảm thấy yên ổn, hoan hỷ vui vẻ, thì giờ đó chẳng khác gì chúng ta đang ở trong cái cảnh giới của cõi trời. Và cứ tùy theo từng cấp độ trạng thái tâm lý của chúng ta mà mình được qua lại sanh tới sanh lui, tùy theo trường hợp. Thì vào đó trở lại cái lời của trưởng lão nói đó, thì mình thấy quả đúng là như thế. Quả đúng là như thế. Mà bây giờ nếu một con người mà đặc biệt cho rằng mình là người Phật tử đó, mà chúng ta không giữ được cái nguyên tắc đạo đức, tức là chúng ta không giữ được năm giới pháp, thì đương nhiên là lúc đó ta không phải là người Phật tử nữa, mà chúng ta chỉ là người bình thường đi theo cái quy luật tuần hoàn
đó là phải đầu thai tới đầu thai lui, lộn qua lộn lại trong sáu nẻo luân hồi mà không vượt thoát qua được. Đó, như vậy muốn bảo vệ được cái vai trò, cái vị trí, chức năng của một con người hoàn chỉnh đúng theo như là Phật dạy, thì chúng ta phải giữ tròn được năm cái nguyên tắc đạo đức. Ở trong đạo tràng của chúng ta, ai là người tự cho mình là đã giữ được đầy đủ tròn đầy cả năm nguyên tắc đạo đức này? Quý Phật tử, có ai tự hào là mình giữ được hết không? Có ai dám nói không? Có ai dám tự hào không? Xin thưa là ngay bản thân thầy thì cũng chưa chắc. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì nó có nhiều vấn đề lắm thưa quý vị. Cái thứ nhất á, là cuộc sống của chúng ta, mọi hành động, mọi hành vi, mọi cử chỉ nó đều thông qua ba cái cơ quan, đó là thân, là khẩu, là ý. Mà bây giờ thông qua cái cơ quan là thân á, tức là cái cơ quan đại thể chung rồi, tiếp xúc, hành động, làm nhiều việc, nhiều vấn đề xảy ra. Và cái cơ quan thứ hai là khẩu đó, là dân gian mình có những cái câu rất là hay: cái lưỡi không xương thì nhiều đường đắt léo, mà cái miệng không dành thì nó méo tứ tung. Có nghĩa là như thế nào? Mình nói cái nào thích mình nói dữ lắm, à, cái nào mà mình không thích á là mình cũng nói dữ lắm. Rồi bao nhiêu cái đấu tranh, bao nhiêu cái hơn thua, bao nhiêu cái mâu thuẫn nó xảy ra, dường như là nó chi phối ở ngay chỗ cái miệng nhiều dữ lắm quý vị. Con ếch á, thì nó chết vì cái miệng. Còn người ta đó, cũng là nếu không khéo á, là cũng chẳng có khác gì con ếch cả. Đi trong thời gian gần đây, thầy có một cái chuyến đi cùng với Chư Tôn Đức là đi xa, tức là đi ra nước ngoài. Là quý vị biết đó, là khi mà mình đi ra nước ngoài đó, là giống y như là chúng ta bị câm, chúng ta bị điếc, chúng ta bị mù vậy. Là mình cảm thấy là cả cái thế giới chung quanh mình, mình đang đứng, mình đang sống, mình đang hoạt động, mà dường như giống y như là mình bị tách riêng vậy, bị đơn lẻ vậy đó. Thì điều đó nó cho chúng ta thấy một điều rằng cái ngôn ngữ và cái miệng là nó là một cái vũ khí vô cùng, vô cùng quan trọng, không thể thiếu. Nếu mà làm gì đó mà nếu mà không nói đó thì đương nhiên là người ta đâu có tiếp nhận hết được cái tinh hoa của mình. Mà nếu mà nói không khéo đó thì cũng rất là nguy hiểm. Khi đi, khi nói, khi cười, khi hành động, thì tất cả những cái điều đó là dường như nó phát xuất từ cái khẩu của chúng ta. Thường Tòa Bửu Chánh có một cái câu nói, chắc có lẽ là đây quý vị có người cũng đã từng biết: một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ, mà cười không đúng chỗ thì nợ đổ tùm lum. Quý vị có nghe câu này chưa? Đó. Chưa nghe hả? Có nghe rồi hả? Và đúng rõ ràng sự thật là như vậy. Thì như vậy là cái nụ cười đó nó xuất phát từ đâu quý vị? Tự nhiên mình không có gì mình cười được không? Nó phải có cái miệng, mặc dù lúc đó cái miệng nó không nói gì hết, nó chỉ cười thôi à. Nhưng mà cười lắm khi cũng có tội. Nói có tội không nói gì rồi, mà cười nhiều khi cũng có tội nữa. Khi mà Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Phước Điền, Hòa Thượng còn sống đó, thì Hòa Thượng nói rằng tu làm sao mà cho cái miệng á, mà không bị người ta chê là thành Phật. Hòa Thượng nói là tại sao như vậy? Bởi vì thông thường á, tại vì quý vị không hiểu, những cái điều mà mình nói tới, nói lui, nói qua, nói lại là nó rất là phổ biến rồi. Nhưng mà nhiều khi là có khi là cái miệng không nói mà cũng thành tội nữa. Mình thấy ai làm gì đó mình không vừa ý, cái mình trề, mình nhúng, thấy không? Thì trề nhúng như vậy là mình không nói gì hết rồi mà nó có tội không? Có không quý vị?
người ta cũng chửi mình được đó. Có một kỳ cái chuyện nó cũng vui lắm. Thầy thì thưa với quý vị, thầy có một cái bản năng, tức là cái thói quen của mình là giống như là nó hay bị bất ngờ. Thì mà cái khi mình bất ngờ thì thường là mình có cái hoạt động là nó hoàn toàn tự nhiên ngay lúc đó, mà mình không có làm chủ được. Có một kỳ đi dự lễ, kỳ đó dự lễ Vu Lan ở một cái ngôi chùa ở trên Mỹ Tho. Thì khi mà đang ngồi ở cái dãy ghế chứng minh, ở hai bên là bên Chư Tăng, bên Chư Ni, mình ngồi ngay cái hàng đầu như vậy đó, thì liên một giây quý thầy ngồi một dãy một bàn từ trên xuống, thì các em mà thanh thiếu nhi á, mà nó cử hành cái nghi thức mà nó dâng hoa đó quý vị, thì từ ở ngoài vô dâng hoa, thì trong nguyên một cái đội dâng hoa đó là có một bé là nó rất là mập, tức là nó to con lắm, nó to con mà nó mập, nói chung là mập thiệt mập vậy đó. Ở trong nguyên một đoàn ốm thì có mình nó mập to thôi. Thì giờ đó mình cũng không có để ý, tức là chùa thì nó chật, là hai dãy chứng minh ngồi hai bên. Thì giờ đó đang ngồi ở bên thì đang khung xuống, mình không có nhìn lên trên, không có tập trung trong cái buổi lễ, thì đang ngồi khung xuống. Khi mà mình vừa ngước mặt lên thì từ ngoài cái đội dân qua nó vô tới rồi. Mà con bé đó thì là giờ đó là nó lại gần sát bên chỗ mình rồi, tức là cái bàn như thế này rồi, nguyên cái đội vô trước là gần sát chỗ mình rồi. Thì mình dòm thấy, thì thay gì tiếng mà bình thường thì mình thấy nó lạ thì thôi mình cũng nín đi, mà cái bản năng quen rồi mình không có kiềm chế được, cái mình quên, mình đang quên là mình đang ngồi trên ghế mà mọi người ta đang im lặng đang tập trung, cái mình nói gì ý trời hơn nhỏ mập. Có nghĩa là cái bản năng tự nhiên nó phát vậy, ý trời ơi nhỏ mập, mà cũng từ cái gì, từ cái miệng của mình. Thì coi như là ngay cái bàn chứng minh đó là 3-4 thầy, mà cũng may là mấy huynh đệ là học cùng với thầy không à, ta biết cái ý rồi. Cho nên là ngồi tức là nói dùng cái từ mà cho nó dân dã chút á, là gọi là ngồi mà trân mình, chứ đâu có cười được. Mà trời xanh á, là quý vị biết là mà khi mà nó đã mắc cười mà càng ém á, nó lại càng mắc cười, mà cứ càng ém là càng mắc cười. Và trong suốt cái buổi mà cái nghi thức dân qua của người ta mà ngồi cái bằng mà lúc đó thà là muốn chết rồi cho xong, tức là nó cười đến mức độ vậy, nghĩa là mình càng ém mà nó càng muốn bật ra. Cái đó xuất phát cũng từ đâu? Cũng từ ngay chỗ cái miệng của mình. Nó cái đó là lần thứ nhất. Rồi cái lần thứ hai là thầy đi dự lễ trên chùa Thành Phước á, tức là chùa Thành Phước chỗ thầy Nhuận Đức ở trên Châu Thành. Thì cũng vậy, chùa cũng rộng cũng lớn như vậy nè, cái giảng đường dự lễ rất là lớn. Thì hai bên hai dãy ghế chứng minh, bên quý thầy bên quý cô, thì mình đâu phải là mình cố tình, hay là mình tức là không phải mình cố tình mình cố ý hay làm gì, nhưng mà cái bản năng tự nhiên. Thì cũng đang ngồi như vậy, cũng mấy huynh đệ ngồi nguyên một dãy bàn từ trên xuống dưới. Khi không cái mình ngồi đó mình khều lên, khều qua cái cô cái thầy bên cạnh á, mà nói ê ông dòm vào cái bà bên kia, ông dòm cái bà sư cô đó, cái miệng bà chắc bà cãi lộn chắc ba làng cãi không lại. Tại vì có mập to ú ù mà cái môi sệ xuống rồi, cái mình ngồi dòm thấy, mà cái dòm chỉ xong cái ai nhìn ai cũng cười hết. Mà tại không biết cái duyên tại sao mà mình lại nhìn những cái cảnh đó, là tự nhiên mình vô cái mình gặp liền, mà mình rất là dị ứng. Mà thầy thì có cái tật nó hay bị ngẫu nhiên cái đó lắm, mà đi đâu á là cứ hỏi những cái chuyện mà nó trở ngại nó hay đến với mình đó. Nó hay hiện trước mặt mình, làm cái làm khi mà mình lỡ mà mình phát ra rồi mình rút là không được, nó mà lỡ như mà người ta chửi không biết làm sao đó. Bây giờ coi như là 10 phần đó là thầy, khi mà giờ có đi tới đâu là thật sự là thưa với quý vị khổ dữ lắm, phải kìm dữ lắm, phải giữ dữ lắm, phải giữ cái miệng của mình. Bây giờ mình thấy mình không vừa ý, hoặc là thấy lạ cái tự nhiên mình nói mà mình giữ là không được đó. Thì cái đó là cái miệng không dành mà nó méo tứ tung đó, mà nó méo lạng quạng, nó tán bên đây tán bên kia là chết. Cho nên là cái quá trình mà người Phật tử của chúng ta, cái giới đó chúng ta chưa giữ được, hoặc giả là cái nghiệp khẩu của chúng ta chưa giữ được. Mà giữ không được á thì nó tạo nghiệp rất là nặng nề.
Và cái điều thứ ba là gì? Cơ quan thứ ba là ý. Ý nó cho chúng ta những cái suy nghĩ để nó thúc đẩy cho thân và khẩu phải hành động. Mình muốn trả đũa một ai, mình muốn sân si một ai, mình muốn giải quyết một vấn đề gì, thì đương nhiên là cái lý trí và cái sự suy nghĩ của mình nó phải đặt lên làm hàng đầu trước tiên. Mà nếu mà chúng ta suy nghĩ lạng quạng là nó dẫn chúng ta đi tới cái chỗ là tạo nghiệp mà chúng ta không hay. Nói đến đây đó thì nó lại liên hệ tới rất nhiều vấn đề. Trong 10 nghiệp lành đó, thì ý là nó chi phối gồm có 3 chi phần, đó là tham, sân và si. Đó. Thì cái tham mà nó dẫn chúng ta là chẳng hạn như quý vị có những cái bản ngã, một người nào đó nói cái điều gì đó chúng ta không vừa lòng, chúng ta nghe, chúng ta phải biện luận, chúng ta phải đối trị lại cái đó. Thì xin thưa với quý vị, bảo vệ cái bản ngã của mình cũng là một trạng thái của cái hành động là tham. Tham tức là giữ, là cố chấp. Mà con người của chúng ta là tham nhiều lắm quý vị. Tham ăn, tham nói, tham mặc, tham ngủ, tham nghỉ gì đó vân vân. Là những cái thứ tham đó, là những thứ tham nó gắn liền trực tiếp với cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó nó còn có những cái loại tham rất là vi tế nữa, mà nhiều khi chúng ta không có để ý tới, không có biết đến. Mà không để ý tới, không biết đến thì xin thưa với quý vị là chúng ta cứ đi theo, cứ chạy theo. Mà đi theo, chạy theo như vậy hoài thì chúng ta đâu có làm tròn được cái bổn phận của một con người, của một người Phật tử. Nguy hiểm vô cùng. Rồi cái sân. Ai khi mà thông thường mở miệng ra cũng bảo rằng tôi tu dữ lắm, tu được mấy chục năm rồi, thấy không? Chùa nào cũng đi hết á, đạo tràng nào cũng có mặt hết á, khóa tu nào cũng có đó, lớp giáo lý nào cũng ra trường hết á, học hành nhiều nhiều lắm, giáo lý nói ra là ro ro, chỗ nào cũng hiểu, chỗ nào cũng biết vậy đó. Nhưng mà khi đụng tới đụng lui, đụng qua đụng lại thì cái sân nào sân nấy y như cái sân banh vậy đó. Chứ không có ít. Ai nói mà không vừa lòng đi rồi thấy cảnh. Mà cái điều này đó, thầy xin sám hối với đại chúng đó, thầy hơi xin nói thẳng nha. Đa số là các Phật tử mà chúng ta ở chùa, chúng ta đi chùa, mà có những người đó, đi chùa càng lâu năm đó. Ta nói hồi xưa chư vị tổ, chư vị Phật, chư vị thánh á, người ta tu bao nhiêu lâu đó, một thời gian nào đó đạt được đạo, ngộ được đạo thì người ta thành Phật, thành tiên, thành thánh. Còn mình á, mình tu không khéo đó là tiên, Phật, thánh ở đâu á, chúng ta chưa có thành, mà lạng quạng coi chừng chúng ta thành cốc. Thành sao thành cốc vậy? Tại vì mình nhảy tới, mình nhảy lui, mình nhảy xuôi, nhảy ngược, ở đâu mình cũng nhảy, thích đâu mình nhảy đó. Đó. Nhảy ở đây chính là cái tâm của mình nhảy đó. Cái tâm mình nó không chịu dừng, nó không chịu đứng lại một chỗ. Bữa nay nghe pháp môn niệm Phật hay quá, về niệm Phật. Ngày mai nghe trì chú hay quá, về trì chú. Ngày kia nghe tụng kinh hay quá, về tụng kinh. Thích đâu mình làm đó. Mà không có ở đâu mà nó chưa có ở đâu mà nó đạt được cái cứu cánh hết đó là chúng ta chuyển tiếp rồi. Mặt khác nữa là chúng ta vào chùa, khi mà mới đi vào chùa, mới vừa quy y, mới vừa tu học á, tinh tấn lắm, ngoan dữ lắm, hiền dữ lắm, giỏi dữ lắm. Được 1 năm, 2 năm mà. Cái thời gian qua từng 2 năm, 3 năm rồi đó. Ở chùa làm công việc đó hả thầy? Để con. Cái nào cũng để con hết. Hay lắm, giỏi lắm. Thì cái điều đó là tốt thôi. Nhưng mà để con rồi à, thì được thì để như vậy là quý mà. Tán dương cái tinh thần của người Phật tử mà. Rồi để con xong rồi á,
cái một thời gian cái chúng ta làm được việc, đóng góp nhiều những cái công tác Phật sự ở chùa. Đó, làm được việc rồi, làm được nhiều công tác Phật sự rồi, thì cái hệ quả sau đó là cái gì? Cái bản ngã của chúng ta nó lớn nha. Cái bản ngã nó lớn rồi đó, thì cái việc gì ở trong chùa hay là trong đạo tràng làm đó, là riết rồi là phải cái ý chí của con mới đúng nha thầy. Tới đây là cái tới cái chỗ nguy hiểm rồi đó quý vị. Không có ai đúng hết đó, là chỉ có con đúng thôi. Còn nếu mà được không được á, không chịu nghe theo ý kiến của con á, thì thôi đi, giận rồi, mai mốt không đi chùa nữa. Như vậy mình có phải là Phật tử không quý vị? Có đúng là Phật tử không quý vị? Thì như vậy là nó có chứ Phật tử à. Như vậy cũng là Phật tử. Nhưng mà ta nói là Phật tử là con của Phật, mà chúng ta là Phật tử trong trường hợp đó vô tình là Phật tử là Phật chết. Tử là chết. Thấy không? Tại vì mình không làm chủ được mình, để cho bản ngã nó phát triển, nó sinh khởi lên. Rồi chúng ta trở thành sao? Đi chùa càng lâu thì cái sân si nó càng nhiều. Nếu chúng ta không hiểu giáo pháp, không áp dụng được giáo pháp để tu hành, không giữ được cái chánh niệm cho mình, thì cái sân nó lại phát triển. Mà khi cái sân nó đã phát triển rồi, ta nói rằng no thì mất ngon, mà giận thì sao quý vị? Thì mất khôn. Mà mất khôn ở đây, cái người không có khôn là người gì? Đối nghịch với lại cái người khôn là người gì? Là người ngu. Thấy không? Mà ngu là cái người đó là si mê. Si mê thì đương nhiên nó dẫn đến cái dại dột, là cái chuyện rất là tất yếu. Đó. Thì mình thấy rằng trong cái cuộc đời của chúng ta, trong cái đời sống của một con người, không có chạy đi đâu mà khỏi những cái quy luật đó. Không có chạy đi đâu khỏi thân, khỏi khẩu và khỏi ý. Không có chạy đi đâu khỏi tham, khỏi sân và khỏi si. Thì bây giờ mình biết mình là người Phật tử, muốn làm tròn được những cái ý nghĩa này, thì chúng ta ngoài việc biết giáo lý, bên cạnh đó chúng ta phải hành trì giới luật, phải biết được cái giới luật của người Phật tử tại gia. Năm điều căn bản đó là giúp cho chúng ta cột những cái phiền não, những cái dây mơ rễ má, những cái mà phóng túng như thầy trình bày với quý vị từ nãy đến giờ. Có những điều rất là đơn giản nhưng mà chúng ta lại bỏ quên, chúng ta không biết đến. Nó là một cái con đường, một vấn đề ngăn cản con đường thánh đạo của chúng ta. Đó là cái yếu tố thứ nhất, là biết mình là người Phật tử. Cái phần thứ ba, để chứng minh, chứng tỏ cái vai trò mình là cái người Phật tử thật thụ đó, thì mình phải là người Phật tử luôn luôn trung thành với Đức Phật. Mình học giáo pháp của ai quý vị? Học giáo pháp của ai? Giáo pháp của Phật. Rồi mình giữ được giới pháp, tu tập được giới pháp, trang nghiêm thanh tịnh là nhờ ai quý vị? Cũng nhờ Phật. Thì như vậy là cái điều kiện tất yếu thứ ba. Như vậy mình là người Phật tử, khẳng định mình là con Phật, thì bắt buộc mình phải trung thành tuyệt đối với Phật. Và trung thành tuyệt đối với Phật là như thế nào? Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói với các vị ngoại đạo, có nói với Divaka: các ông trước khi muốn tin ta thì các ông phải hiểu ta trước đi. Đây là một cái lời nói rất là có ý nghĩa trong đời sống sinh hoạt của chúng ta. Các ông muốn tin ta thì trước tiên ông phải hiểu ta trước đi. Là tại sao vậy? Tâm lý Phật tử chúng ta thường á, nghe thích, mà khi mà nghe mà thích mà chấp nhận rồi đó, thì cỡ nào chúng ta cũng làm. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét rồi thì cái hòn nó cũng méo. Nó ngay chỗ này đó quý vị. Cho nên những cái mà luận ngữ, những cái ý nghĩa, những cái câu mà chốt then chốt trong đạo Phật của chúng ta đó,
Chẳng hạn như là trí tuệ là sự nghiệp, là trí tuệ để chúng ta phân định, chúng ta xét thấy điều đó nên, điều đó không nên. Mình phải phân định. Mà khi mình tìm hiểu được, mình biết được rõ cái việc đó rồi, thì khi chúng ta hộ trì, khi chúng ta thực hiện, khi chúng ta làm, chúng ta không phải ân hận, không phải đáng tiếc. Đó. Ngay chỗ này quý Phật tử mình cần phải lưu ý cho kỹ nha. Chứ không chúng ta là đừng có để là vướng vào cái tình trạng là gì. Phải biết hồi đó như vậy là tôi không làm. Mình đừng có nói vậy, nó uổng lắm, nó phí lắm, không nên. Đó. Còn bây giờ chúng ta trung thành với Đức Phật thì trước tiên chúng ta phải hiểu được Phật là như thế nào. Ở đây có ai biết Phật là như thế nào không? Biết không quý vị? Có ai biết không? Sao im lặng? Mình nói mình tu theo Phật, mình tự hào mình là con của Phật, mà mình không biết Phật là cái gì ha. Ảo biết Phật như thế nào hết à. Xin thưa với quý vị, thầy cũng không biết luôn. Nhưng mà về mặt khác, như vậy là cái mình trung thành đối với Phật thì mình phải khẳng định, nếu mình không biết được cái gương mặt của Đức Phật là vuông tròn méo dẹp gì sao đó, thì bây giờ mình trung thành với Phật là mình trung thành với Phật nào? Chẳng hạn như là trong kinh Vạn Phật đó tới là hơn 10 ngàn vị Phật như vậy, thì bây giờ mình trung thành với vị Phật nào đấy? Thì xin thưa với quý vị, trung thành với Phật chính là trung thành với cái Phật tâm của chúng ta kìa. Cái điều này quý Phật tử phải nhớ rõ, lưu ý kỹ. Trung thành với Phật tâm là như thế nào? Tức là dầu ai nói ngã nói nghiêng mà lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Cái người hộ trì Phật pháp và hộ trì chánh pháp á, bằng cái niềm tin, bằng cái trí tuệ, bằng cái sự hiểu biết, hộ trì Phật pháp, hộ trì chánh pháp bằng niềm tin, bằng trí tuệ, bằng sự hiểu biết, thì xin thưa với quý vị, không gì có thể lai chuyển mà thay đổi được cả. Còn nếu chúng ta làm, chúng ta hộ trì mà thiếu đi cái cơ sở niềm tin, thiếu đi cái sự hiểu biết, là rất dễ bị đổ vỡ do cái quan niệm của chúng ta. Đó, cho nên là ngay chỗ này quý Phật tử cần phải lưu ý. Trung thành với Phật là trung thành với cái Phật tâm của mình. Mà bây giờ Phật tâm đó nó ở đâu? Có phải ở trong thân của quý vị không? Trong thân quý vị có Phật tâm không? Có không? Rồi bây giờ bên cạnh quý vị có Phật tâm không? Có không? Có luôn. Rồi sau lưng quý vị có Phật tâm không? Đừng nói có luôn nha. Xin thưa rằng Phật tâm không có ở đâu xa, mà cũng không phải ở đâu gần, mà Phật tâm chỉ có khi nào chúng ta biết. Nó gắn liền với cái chủ đề mà của chúng ta, của thầy nói cho quý vị nghe ngày hôm nay. Phật tâm chỉ hiện hữu, chỉ có được khi chúng ta biết. Mà biết là biết cái gì? Trước tiên là phải biết mình là người Phật, người Phật tử. Mà là người Phật tử phải đáp ứng đầy đủ được ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất đó là phải hiểu được giáo pháp. Điều kiện thứ hai là phải giữ gìn được giới luật, năm nguyên tắc đạo đức. Và điều kiện thứ ba đó là phải trung thành với Phật. Trung thành với Phật tâm đồng nghĩa với trung thành với chính mình. Phương pháp sám hối là một phương pháp giúp cho chúng ta trở về với Phật tâm. Chứ không có nghĩa là sám hối là hết tội. Không phải là mỗi tháng mình đến mình lại Phật 108 lại là hết tội. Mà là mỗi vị Phật chúng ta lễ lại là một điều kiện để chúng ta quay trở về nội tâm của mình, tự quán chiếu, tự nhìn lại
xem chúng ta đã từng làm gì, đã từng gieo gì, đã từng đem đến đau khổ cho ai, đã từng tạo cái nghiệp gì. Đó là chân sám hối. Chứ mình lại Phật bây giờ, mình đã tạo nghiệp rồi, mình đã gieo nghiệp rồi, thì bây giờ mình giàu cho mình có lại, mình có cúi, mình có xin giàu cho có rụng tóc đi chăng nữa cũng không hết được nữa, khi mình đã tạo tội. Mà nếu mà bây giờ chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta ăn năn, chúng ta nhìn lại, chúng ta trở lại với chúng ta để gọt rửa những cái nghiệp trước đó, thì chúng ta không cần lại ai hết. Chúng ta vẫn hết nghiệp được bình thường, xin thưa quý vị. Cho nên là cái yếu tố thứ nhất, quý vị là người Phật tử thì quý vị cần phải biết mình là người Phật tử. Cái điều thứ hai, chúng ta cần phải biết gì nữa? Biết mình đang ở đâu. Cái chỗ này hôm trước thầy có nói cho quý vị sơ một lần rồi, nhưng mà nói chưa có rõ. Biết mình đang ở đâu tức có nghĩa là chúng ta có cái sự hiện hữu của chánh niệm và tỉnh giác. Thông thường á, là quý vị chúng ta ngồi ở trong hội trường như thế này nè, nhưng mà nhiều khi chúng ta không có ở đây, chúng ta ngồi ở đây nhưng mà cái tâm của chúng ta lại ở cái nơi khác. Cho nên á, nhiều khi chúng ta không biết ta ở đâu. Và cái ý nghĩa thứ hai, biết mình đang ở đâu là một phần nó phản ảnh cho chúng ta biết được rằng mình là một con người đang ở địa vị phàm phu, đang ở cái cõi đời ngũ trược ác thế, như trong kinh A Di Đà nói: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, mạng trược trung. Biết được mình đang ở trong cái cảnh đời ngũ trược ác thế thì bây giờ cái mục đích của mình phải làm gì quý vị? Biết mình ở trong cái cảnh khổ thì mình phải làm gì? Biết mình đang ở trong cảnh khổ mình phải làm gì? Hả? Nếu mà biết mình đang ở trong cái cảnh khổ thì mình phải tìm cái cách để vượt khổ. Chứ giờ biết mình là đang ở trong cái cảnh khổ mà mình cứ mình bơi hoài làm sao được, đúng không? Biết mình đang lạnh thì phải đi làm gì? Tìm chăn mà đắp. Biết mình đang đói bụng thì phải tìm thức ăn mà ăn. Biết mình đang khát nước thì phải tìm nước mà uống. Thì biết mình đang ở trong cái cảnh khổ thì phải tìm cách để vượt khổ. Mà tìm cách vượt khổ đó không gì khác hơn, đó chính là chúng ta phải trở về với, nương tựa với Phật, làm con của Phật. Mà muốn làm con của Phật thì chúng ta phải đáp ứng được ba cái yếu tố của người Phật, của người Phật tử mà thầy mới vừa trình bày. Muốn làm con của Phật dễ không quý vị? Dễ không? Hả? Dễ không? Muốn khó khó, muốn dễ thì dễ hả? Thấy không? Nếu chúng ta làm được thì dễ, mà làm không được thì khó. Dễ thôi. Dễ ở cái đâu có gì đâu, phải không? Hả? Thì như vậy là cái điều thứ hai, biết mình đang ở đâu là xác định được cái mục tiêu, cái vị trí, cái vai trò. Đồng nghĩa với lại là biết được rằng chúng ta đang là con người đang ở cảnh đời ngũ trược ác thế, thì đồng nghĩa với lại là bên cạnh chúng ta còn một khối nghiệp lực rất là đau khổ. Mà bây giờ đang ở trong cảnh khổ, muốn vượt thoát cái cảnh khổ thì phải làm gì? Về nương tựa với Phật. Mà nương tựa với Phật mình phải tu nữa, mình phải tự mình đi nữa, chứ không phải là nói về mình nương tựa với Phật rồi ông Phật ông xách đầu mình, ông dục, ông sắp từ ở dưới đất này ông dục lên trên trời, không có đâu. Chuyện đó đừng có nằm mơ. Thấy không? Mà là chúng ta chỉ có tự mình thắp đuốc lên mà đi mới được mà. Trong bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ông trưởng giả muốn cứu con mình đang vui chơi trong cái nhà lửa cũ mục đang cháy chuẩn bị sụp đổ. Ông có vô trong đó, ông bắt ông gấp ra không? Ông kéo ra không quý vị? Hay là ông đứng ở ngoài ông kêu các con hãy mau ra đây,
đừng có mê chơi nữa, ra đây rồi những thứ đó cha sẽ cho các con, phải không ạ? Trong cái ý nghĩa của kinh Pháp Hoa như vậy, thì chúng ta nên biết được rằng muốn vượt thoát khổ đau thì chỉ có tự mình thắp đuốc lên vượt mà đi mới đạt được kết quả, chứ không ai giúp được cho chúng ta cả, cũng không ai thế được cho chúng ta cả. Cái điều thứ ba chúng ta cần phải biết, biết rằng chúng ta đang làm gì. Cái chỗ này mới là chỗ quan trọng nè quý vị. Đang làm gì có nghĩa là mỗi đi, mỗi lúc đứng, mỗi lúc ngồi, mọi sự hoạt động của chúng ta trong cái sinh hoạt thường ngày đem đến cái nỗi khổ niềm đau cho người khác. Nhiều khi mình biết không quý vị? Nhiều khi mình không biết. Một lời nói không mất tiền mua, nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau, và cái ám chỉ cái câu đạo đức trong ngôn ngữ của ông bà ta từ xưa giờ dạy. Nhưng mà nhiều khi chúng ta bằng một lời nói gì đó khiến cho người khác phải đau lòng, bằng một hành động gì đó khiến cho người khác phải hụt hẫng, là cái điều đó có nghĩa là chúng ta không biết chúng ta đang làm gì. Mặt khác nữa, cái việc làm của chúng ta, cái hành động của chúng ta mang lại lợi ích thiết thực gì cho cuộc đời của chúng ta hay không, cho những người xung quanh chúng ta hay không? Nhiều lắm quý vị, quan trọng lắm quý vị. Cho nên một khi chúng ta có cái chánh niệm biết mình đang làm gì thì cuộc sống của chúng ta an lạc vậy lắm. Chúng ta sẽ không nỡ nào đem cái nỗi khổ niềm đau đến cho người khác được. Thì ba cái vấn đề chính ngày hôm nay mà thầy triển khai cho quý Phật tử trong đạo tràng khi mà tham dự khóa tu này, thì thầy mong rằng tất cả quý vị chúng ta đều phải đạt được mục đích, đó là phải đạt được cái chánh niệm và tỉnh giác. Mà muốn đạt được chánh niệm và tỉnh giác đó là chúng ta cần phải biết gì, tức là cần phải biết ba yếu tố, ba điều kiện mà thầy vừa trình bày cho quý vị. Có được như thế thì trong cuộc đời này chúng ta mới mong tu học giải thoát được một phần nào đó nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình, và hầu mong đem lại cái lợi ích phước báo cho những người bên cạnh và cho xã hội. Đó là nội dung của vấn đề ngày hôm nay thầy gửi đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng. Cũng cầu chúc mười phương chư Phật gia hộ cho quý Phật tử đạo tâm luôn luôn được kiên cố và luôn luôn tinh tấn dũng mãnh tu tập để xứng đáng là một người con ưu tú đệ tử của Đức Thế Tôn, tu học trong đời này và đạt được cái lợi ích phước báo trong tương lai về sau. Chúc tất cả quý Phật tử được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.